Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình Ăn cơm khoai nói chuyện quốc tế tối thứ năm ngày 21 tháng 3 ngày và năm 2024. Chúc quý vị ngày đêm thứ năm vui vẻ, mạnh khỏe, ngon giấc. Lâu rồi chúng ta không gặp lại nhau trong chương trình Chém gió và ngày hôm nay thế sự chiến sự nhiều rồi, có khi chém gió một tí cho nó không khí đỡ căng thẳng. Rồi chúng ta sẽ đến với lại phần giao lưu câu hỏi cùng quý vị vâng mà mở đầu chương trình bằng nước nga có thể nói rằng là trong cái đợt bầu cử và trong cái chiến dịch biên giới của ukraine và nước nga trong những ngày vừa qua thời điểm đó diễn ra hai sự kiện này song song và tất nhiên nó liên quan đến nhau rất nhiều thì ở trên mạng nó diễn ra một cái đợt chém gió của bản dân thiên hạ của những người chống đối nước nga mà đến nỗi chúng tôi đã phải bỏ dở cả chương trình gọi là chém gió bởi vì nó quá nhiều nó bị quá tải uh, như kiểu là tàu hỏa nhập ma ví dụ như là vị uh, cựu đại sứ mỹ tại nga chúng ta hãy xem ông đã nói gì chỉ trong vòng một ngày vâng đầu tiên tất cả những vị lãnh đạo từ các quốc gia dân chủ cần phải bác bỏ cái kết quả của bầu cử tổng thống nga tiếp theo putin đã không chiến thắng bất cứ điều gì từ nghĩa chiến thắng có nghĩa rằng là nó phải có một sự cạnh tranh ví dụ như là trong một trận đá bóng nhưng điều đó đã không xảy ra ở nước nga ngày hôm nay còn từ long trời lở đất ư đó là một từ rất tích cực nhưng cuộc bầu cử tổng thống nga à, có ngã lên dùng từ à, giả mạo đánh cắp hoặc là cái từ gì đây kim, từ không có trong từ điển hỡi các à, bình luận viên các nhà qua phân tích nếu các bạn không thể độc lập mà xác minh được cái tỷ lệ của putin trong việc ứng trúng cử cũng như kết quả của cuộc bầu phiếu thì bạn không cần thiết phải nói với độc giả như vậy đâu bởi vì tất cả những thông tin mà chúng ta có được đều là thông tin từ chính phủ nga một chính phủ mà luôn luôn nói dối sau gần một phần tư thế kỷ của một chế độ chuyên chế, tôi không ngạc nhiên rằng ngày hôm nay Putin đã có một cái sự ủng hộ của đa số người dân Nga. Tuy nhiên, cái kết quả mà nó nực cười như thế này, nó là một cái sự sỉ nhục đối với lại sự thông minh của những người ủng hộ ông ta thực sự. Nhưng mà Putin không quan tâm đâu. Vâng, vừa mới nói là bầu cử tổng thống giả bây giờ đã nói rằng là phần lớn người dân ủng hộ Putin. Và ông không ngạc nhiên. Vâng, ở nước Mỹ thì chúng ta có vị cựu đại sứ Mỹ Michael lỗi này với lại cái ông tướng Ben Hoss là những người mà có thể nói rằng mỗi lần nước Nga có gì hay ho thì họ tan chảy và chảy rất nhiều. Nhiều nguồn tin khác thì cũng trích dẫn uh, thông tin từ Nhà Trắng nói rằng là cuộc bầu cử ở nước Nga không có gì là tự do và công bằng. Vâng, điều này thì chúng ta đồng ý bởi vì là ít nhất là chúng ta đồng ý về cách nói của người Mỹ. Người ta là chuyên gia trong lĩnh vực tạo ra những cuộc bầu cử không tự do và công bằng như là cuộc bầu cử của ông Joe Biden và ông Donald Trump cách đây 3 năm. Cho nên là rất đáng để cân nhắc. Cũng liên quan đến cuộc bầu cử ở Nga, hôm nay thì vừa mới kết thúc uh, cuộc bầu cử được có đâu đấy 4 ngày, thì cơ quan tình báo của siêu cường này cũng đã ra một cái nhận định uh, cho rằng là bầu cử Tổng thống Nga đã kết thúc với thắng lợi thuộc về đương kim tổng thống Putin. Vâng, đã là siêu cường thì những cái tình báo tình biết nó phải chuẩn và nhanh như thế chứ. Không hiểu sao mà cứ nhìn thấy người đứng đầu cơ quan tình báo Estonia thì tôi lại nghe thấy cái từ của Tào Tháo nói. Đại trí giả ngu, đại khôn và đại gian như là chung và đại giả như thật. Có nghĩa là câu nói của Tào Tháo trích dẫn lời của lão tử ứng ngay vào cái vị đứng đầu cơ quan tình báo Estonia rất đáng khâm phục. Tờ Telegraph thì đăng một dòng tít thừa nhận là Putin đã lươn lẹo để có thể chiến thắng trong cuộc bầu cử. Nhưng mà đối thủ của ông ta đã làm ông ấy bẽ mặt và tỏ ra là chiến thắng ông ấy. Và tôi không biết là như thế nào nhưng mà có ba ứng cử viên thì sau đó Putin đã ngồi họp lại với mọi người. Và ứng cử viên, ba ứng cử viên đấy đều đồng tình nói rằng là nước Nga đã đưa ra một lựa chọn sáng suốt trong việc bầu cử cho Tổng thống của mình. Ba ông cộng lại thì mới được có mười mấy phần trăm, được có mười hai, mười ba phần trăm. Vâng, mười ba phần trăm đã làm cho tám mươi bảy phần trăm bẽ mặt rồi. Vâng, cái này không liên quan gì đến bầu cử, nhưng mà hôm vừa rồi quý vị ạ. Bà Bear Block tức là bà ngoại trưởng Đức, Báy nói như là, Báy nói như thế này, bà ấy nói rằng là Putin là một bậc thầy trong việc lạm dụng những nỗi sợ hãi để mà tấn công những người khác. Và tôi nghĩ rằng đó là điều quan trọng nhất liên quan đến ông ấy. Tôi đã nhìn thấy chuyện này xảy ra nhiều lần. Ông ấy đã có lần thả chó ra để mà gọi là trong cuộc gặp với bà Angela Merkel, bởi vì ông ta biết là Merkel rất sợ chó. Và ông ta liên tục dùng cái trò này để à, lặp đi lặp lại Và không biết là có phải là thật hay không <laughs> Trông bà MacKen đúng là cũng buồn trồn thật quý vị ạ Con chó nó đi rồi nhưng mà lúc sau nó lại quay lại này vâng Sau đó không biết là có lỡ lời ký cá gì hay không <laughs> Nhưng nói chung là thế hệ lãnh đạo của bà Merkel nó ít nhiều nó đẳng cấp hơn là bây giờ, đúng không? Đúng như lời là bê nói thật, bởi vì là cách đây hơn tháng thì ông Kuleba, ngoại trưởng ở Ukraine đang trên đường phố Kiev đã bị một con chó cắn, đúng không ạ? Và lúc bấy giờ thì người ta nhìn ra, người ta theo những cái camera truy truy cái gì đấy. Người ta lần ra một con chó đấy đã từng xuất hiện ở gần điện Kremlin. Trong đó thì uh, thông tin nghe lén cho biết là Putin đã dặn con chó hãy đến Kiev tìm người tên là Kuleba và thực hiện kế hoạch của chúng ta. Bây giờ thì ở đâu đấy cũng ở xung quanh điện Kremlin, người ta đang nhìn thấy Putin ngồi cạnh một con chó con con. Và đâu đấy ông ấy lại dặn con chó con con bảo là mày hãy ăn nhanh chóng lớn này, để rồi đến Berlin tìm bà Be Block cho tao và thực hiện tiếp kế hoạch của hai ta. Một sự kiện thú vị liên quan đến cuộc bầu cử, trong ngày hôm qua thì uh, sau khi đúc kết lại một loạt các quốc gia châu Âu, lãnh đạo châu Âu uh, từ những cái vị thủ tướng Anh rồi bộ ngoại giao, rồi người đứng đầu cơ quan ngoại giao châu Âu, rồi hội đồng châu Âu, vân vân đã bác bỏ kết quả bầu cử tổng thống của nước Nga trong khi đấy thì người mỹ nói rằng là chúng tôi không quan trọng cái chuyện là đúng hay sai chúng tôi biết ông putin là tổng thống và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với ông ấy cho dù kết quả thế nào đi chăng nữa à sự thực có nào đi chăng nữa sau đó thì ở ý người ta đã đại khái là đưa ra một soạn ra một cái văn bản để mà eu liên minh châu âu đưa ra một tuyên bố đại khái là lên án cái việc là Tổng thống Nga đã thắng cử một cách gọi là quá áp đảo do với đối thủ của mình. Tới 87% mà nó không có tiền lệ trong lịch sử của các quốc gia phương Tây. Thế nhưng một điều bẽ bàng là sau khi các nước G7 à, đã soạn thảo ra cái văn bản trên tưởng là làm cho người Mỹ hài lòng thì cuối cùng khi đại trình lên à, người đứng đầu cơ quan ngại giao Mỹ à, của nước minh chủ của mình là Antony Blinken thì đâu đó ông ấy đã vo cái văn bản để ông ném vào sọt rác và có vẻ như ông rất giận dữ với một cái ánh mắt mà chúng ta dịch ra thì có thể nói rằng là đúng là cái bọn gọi là cầm đèn chạy trước ô tô vâng nên là bây giờ một loạt các cái cơ quan khác cũng đang chuẩn bị những cái chương trình để chống putin trong cuộc bầu cử đành phải vất hết các dự án đi rồi ví dụ như là một cái dự án của eu định là từ giờ thì không gọi vladimir putin là tổng thống nữa mà chỉ gọi cộc lốc là putin thôi mà thậm chí là còn bắt chiếc cả ukraine là không có chữ p viết tắt có nghĩa là bây giờ putin thì sẽ như thế này thôi và không có chức vụ cũng không có họ hiếc gì cả vâng như vậy là ở châu âu bây giờ nó toàn những người gọi là quá trưởng thành để làm cái lãnh đạo còn ở nước Anh, một quốc gia có thể nói rằng là cực kỳ cực kỳ dân chủ. Với việc đã bắt bớ hơn 3.000 nhà báo mỗi năm mà và còn nói rằng là dân chủ hơn nhiều so với nước Nga đã bắt 200 vụ. Thì ngày hôm qua lại có thêm một kỳ tích dân chủ nữa khi phát hiện ra một cô gái người Nga đang sống ở Anh. Đăng lên trang Telegram, à vâng, Instagram. Nói rằng là những người những truyền thông phương Tây nghĩ rằng người Nga chúng tôi không bầu cử cho Putin. Họ đã nhầm, chúng tôi bầu cho ông ấy. Bây giờ là 10 giờ sáng, trời mưa như là chó với mèo và tôi đang trên đường để bầu cử cho ông Putin ở đại sứ quán Nga. Và sau đó, cô gái kể trên đã bị sa thải khỏi công việc của mình ở Luân Đôn giá mà chính sách những chính khách của anh như là mấy vị thủ tướng đã về vườn sớm mà giải quyết các vấn đề bức xúc của người dân nhanh như vậy thay vì đi làm những cái việc rời ơi đất hỡi thì đất nước của họ không đến nỗi bây giờ nó te tua như ngày hôm nay có thể nói rằng là cái hàm lượng dân chủ ở nước anh nó quá khổng lồ nếu mà đóng chai vào để xuất khẩu đi thì ngay lập tức nó có thể cân bằng được cán cân thanh toán thậm chí là phần thừa nó có thể chuyển cho ukraine để đánh nhau với nga tới giả vâng đây là đơn sa thải cô gái cô gái julia của chúng ta sẽ không làm việc với công ty của chúng ta nữa Chúng tôi muốn làm rõ ràng là với tư cách một công ty, chúng tôi không chứng thực, ủng hộ hay tha thứ bất cả một cái tình cảm nào mà bào chữa cho sự uh, bạo lực, uh, xâm lược hay là xung đột. Vâng, bầu cử cho Tổng thống mà liên quan đến bạo lực, liên quan đến xâm lược và xung đột. Vâng, như vậy là phương Tây chết thật rồi quý vị ạ. À? Đúng ạ. Thực sự. Trong khi đấy thì thư ký hội đồng an ninh Ukraine, ông Danilov, xuất hiện trong một dáng vẻ rất giống điệp viên James Bond của Anh, nói rằng Ukraine đang theo dõi chặt chẽ những người có hành vi chúc mừng Putin về chiến thắng bầu cử của ông ta. Ông không nói về những hậu quả thảm khốc mà Ukraine có thể khiến cho đối thủ của mình như đã làm công việc ở trên tuy nhiên thì chúng ta có thể tưởng tượng rằng là ukraine sẽ cấm vận các quốc gia đó không cho đến ukraine du lịch nữa và tất nhiên cấm cả viện trợ vũ khí tài chính kinh tế và chính trị cho ukraine từ giờ trở đi và thậm chí trong tương lai công dân của nước đó sẽ không được thực hiện những nhiệm vụ chuyển giới ở ukraine chết chưa trong quá trình bầu cử tổng thống nga chúng ta cũng có thể nhìn thấy một cơn bão gọi là gào khóc, gào thét của những người thân Ukraine. Điển hình đó là một trong những anh chàng uh, Jason, Jason Smart. Tên có nghĩa là da sơn, dây thông minh. Và có thể nói đọc nghịch đi một tí là gay thông minh. Và cái tên này làm chúng tôi lại nhớ tới cái câu đại trí giả ngu, đúng không ạ? Mà đại ngu thì giả trí. Và tự nhiên lại đặt tên mình là Smart, rồi ôi thông minh. Xem là anh ta thông minh như thế nào. Lại một cái uh, điểm bỏ phiếu nữa ở Moscow đã bị đốt cháy. Điều này chưa bao giờ xảy ra trong các cuộc bầu cử ở Nga. Như vậy là sự thù hận đối với lại chính phủ, chính quyền tội ác, tội phạm của Putin đã bùng nổ ở nước Nga. Và như vậy là các cụ nói cấm có sai rồi. Lại tiếp tục một uh, cử tri ở Moscow đã đốt thùng bỏ phiếu của anh ta. À, số lượng à, phạm tội đốt nhà ngày hôm nay ở nga đã xảy ra chưa bao từng xảy ra à, đã xảy ra và chưa bao giờ từng xảy ra ở nước nga đây là một đòn giáng chí mạng vào cái gọi là chế độ đặt à, dưới mọi thự dưới sự kiểm soát à, như là chế độ của putin vẫn là anh chàng da sơn gay thông minh còn vị cựu đại sứ mỹ Michael cơn mắc lỗi thì vẫn không thể nào ăn ngon ngủ yên với lại chiến thắng của putin cho nên ông đã nói rằng là hỡi những nhà báo uh, vui lòng đừng nhắc tới cuộc bầu cử này để mà mô tả những gì đang xảy ra ở nga cuối tuần này những kẻ độc tài của chế độ chuyên chế không bao giờ tổ chức bầu cử từ trước đến giờ ở liên xô có ai người ta gọi những sự kiện như này là bầu cử đâu vui lòng ngừng cho tôi đây không phải là một cuộc bầu cử trong khi đó thì jack michael chủ tịch hội đồng châu âu đã nói rằng tôi nhiệt liệt chúc mừng vladimir putin vì chiến thắng vang dội của ông ấy trong cuộc bầu cử à, vừa mới bắt đầu từ ngày hôm nay dù mới chỉ mới bắt đầu không có đảng đối lập không có tự do không có lựa chọn không như tôi tôi có cả ba điều trên nhưng mà tôi lại còn được người mỹ dựng lên và tất nhiên nói chuyện về dân chủ thì không thể nào để nói đến bỏ qua một pháo đài dân chủ như ukraine và tất nhiên là vị chủ nhân trong pháo đài kể trên đó là ngài tổng thống vladimir zelensky những ngày này kẻ độc tài ở nước nga đã lại bắt trước một cuộc bầu cử mới vâng hay nói đúng hơn là tạo ra một cuộc bầu cử à, lần nữa tất cả mọi người trên thế giới đều hiểu cái con người này giống như những con người khác độc tài trong lịch sử, đã trở lên quá bệnh hoạn và ám ảnh với quyền lực của mình và làm tất cả mọi thứ để thống trị đất nước mãi mãi. Chẳng có cái điều tàn ác nào mà hắn ta không dám làm để duy trì quyền lực cá nhân. Và lời bình luận của một vị tổng thống đã hoãn 5 lần 7 lượt bầu cử cho biết. Thái độ của ông Zelensky cũng thật dễ hiểu ngày hôm nay thì những người Ukraine nói rằng ông ấy sợ không dám tổ chức bầu cử bởi vì nếu như trong trường hợp ông ấy bầu cử thì thậm chí người ta sẽ gạch hết tên của các cử tri để người ta điền Vladimir Putin vào ở trên chính đất Ukraine quay trở lại với lại Michael Macphun người chiến thắng đích thực ngày hôm nay đó là Julia Navania bà quả phụ của ông Navani Ông đáng nhẽ ra là tổng thống nước Nga, nhưng mà ở dưới lòng đất hàng chục nghìn người uh, đã trả lời những cuộc gọi điện của cô ấy và đến cuộc bầu cử ngày hôm nay để bày tỏ quan điểm của mình với Putin. Và được biết là trong vòng từ 15 đến 30 phút, bà uh, quả phụ danh giá đã xuất hiện ở Berlin với bộ mặt rất là nhiều nát mệt mỏi, chắc là vừa trải qua một đêm dữ dội nào đó. À, trong đó thì bà kiếm được khoảng 50 người ủng hộ, mà chắc là cũng một nửa là đi mua. Chụp vội vã vài tấm chân dung selfie rồi biến mất trong màn đêm rực sáng. Và dưới lời của vị uh, cựu đại sứ Nga thì có tới hàng vài chục nghìn người đã trả lời đi, uh, câu hỏi, à, đáp ứng nguyện vọng của cô ấy, đấy đáp ứng lời kêu gọi của cô ấy và đến điểm bỏ phiếu trong ngày hôm nay. Vâng. Học toán quan trọng lắm quý vị. Toán nó chính là cái chất liệu của tất cả mọi thứ trên đời, đúng không ạ? Vài chục người mà người ta tưởng tượng ra được vài chục nghìn người thì thật là hiếm có. Tôi đề nghị là thế giới phải bảo tồn cái những cái giống gen lạ như là ông Michael McFon không thể để thất lạc được cho con cháu đời sau. Về phần mình thì ở nước Anh chúng ta biết rằng là cả ba vị uh, tổng thủ tướng nước Anh Uh, ông đương kim thủ tướng Sunak, bà cựu thủ tướng Liz Truss và ông cựu thủ tướng Boris Johnson tóc vàng, tóc rối, tóc xù. Cộng với lại cả ông uh, ngoại trưởng Cameron, uh, James Cameron, Cameron đều lên tiếng uh, phản đối kết quả bầu cử ở Nga và nói rằng cuộc bầu cử ở đó là không dân chủ, uh, không do dân bầu lên. Vâng liệu chúng ta có thể nghe nhầm hay không? Hãy quay trở lại nước Anh để xem. Ông James Cameron, ngoại trưởng Anh, thay thế ông James Cleverly, được dựng lên bởi ông Sunak. Ông Sunak thì thay thế bà Liz Truss và cũng được dựng lên. Còn bà Liz Truss thì thay thế bởi ông Bozo, tức là Boris Johnson, và cũng được dựng lên. Còn Bozo thì tôi cũng không biết từ đâu ông chui ra. Và tất cả bốn người đó thì đều lên tiếng phản đối bầu cử của Putin là không dân chủ, Vâng, chúng ta lại phải quay lại với lại Jackson thông minh của chúng ta thôi. Putin đã quá sợ hãi. Ông ta đã tự cho mình 88% phiếu bầu bởi vì ông ta quá tuyệt vọng để chứng tỏ rằng tất cả mọi thứ đang ở trong tầm kiểm soát của mình. Điều này cho thấy mọi việc đều răng rất tồi tệ ở nước Nga. Nền kinh tế đang sụp đổ, quân đội đang kháng cự lệnh và dân chúng thì biết rằng ông ta là một kẻ cắp có lẽ đây là cuộc bầu cử cuối cùng của Putin rồi. Và những trường hợp như này ấy, thì đúng là thông minh, nó thông minh thật. Mà thông minh đến mức mình không tưởng tượng nổi, đúng không ạ? Còn nếu không thì nó ngược lại. Nhưng mà dù sao thì cái áo vét cũng được. Calavat thì không hợp lắm, nhưng mà cũng hơi phí cái áo vét. Và còn ông em này thì hình như là lãnh đạo nào đấy của ba nước Baltic. Và ở cái vùng Ukraine, Baltic, rồi Ba Lan. Không thể nhớ được quý vị ạ chi hua hua mà đông đảo sau bầu cuộc bầu cử giả tạo trên thì uh, những người nga sẽ có kế hoạch để huy động tới 300.000 công dân ở các vùng lãnh thổ bị tạm thời chiếm đóng thông tin do dịch vụ à, do lực lượng biên giới của ukraine cung cấp để xác nhận kế hoạch này trên của nước nga thì cái tờ dp sở u đã đăng tải một cái uh, uh, tài liệu tương ứng à, được à, cung cấp bởi một cái lực lượng đặc nhiệm của Ukraine. Vâng, vẫn là nguồn tin Ukraine đáng tin cậy nhất hành tinh. À không, Zerzen Nodit này thì đúng là người Đức rồi. Naudit quý vị ạ, đúng không ạ. Và giá mà cái chữ N này nó biến thành L thì quá đẹp. Thì nó rất hợp với lại cái bộ mặt, với lại cái lời nói kể trên. Về phần mình, sau khi Putin đọc hết tất cả những lời comment kể trên thì ông không còn phát biểu được nữa. Chúng ta chỉ cần nhìn thái độ của ông là biết. Và ông bảo là đọc nhiều quá. Đây chỉ là một cuốn thôi. Nó còn nhiều hơn cả gọi là Lê Linh toàn tập. Trong khi đó thì đến với khu vực châu Âu, có thể nói rằng là một ngày rất đáng lo lắng cho Putin khi mà siêu cường mùa Moldova, một siêu cường mà cũng chẳng kém cạnh gì estonia đã tuyên bố là họ đang đàm phán để mà chuẩn bị uh, tiến hành một cái cuộc uh, gọi là trưng cầu dân ý để gia nhập eu như vậy kể từ đây thì uh, eu uh, đang trong một cái cơn gọi là trong trành của một con tàu titanic uh, đã có thể được cứu rồi bởi vì một siêu cường kinh tế moldova có mức thu nhập đầu người cao nhất châu âu từ dưới lên cao đến nỗi mà bây giờ hai nước cộng hòa tự trị đều uh, bay đến nga để xin gọi là cầu cứu khẩn cấp. Và đặc điểm của những nước siêu cường kể trên, Estonia, Moldova đều là những cái bà gọi là ăn mặc sang chảnh, nhìn thấy cảnh chém giết thì nôn ọe và đều có một thái độ uh, gọi là lên án cực lực độc tài Putin. Mặc dù là về tối ngủ mới chồng nhưng mà chắc là toàn nằm mơ thấy Putin vì quá ám ảnh vì sự đẹp trai. Thực sự thì tôi nói về cái quốc gia Estonia này ấy, là một siêu cường là không phải là nói ngoa đâu quý vị ạ. Đó là một quốc gia đứng đầu châu Âu đấy. Nhiều người cũng nói như thế. Hôm nay thì người người tìm hiểu nói rằng là ông nên ông tìm hiểu kỹ đi. Estonia là không phải dạng vừa đâu. Cũng là hàng đầu châu Âu. Và bây giờ tôi tìm được rồi. Và quốc gia có điểm 9,9 màu đen nhất châu Âu. Và quốc gia này đứng đầu châu Âu về tỷ lệ tử vong từ việc à, dùng các loại chất kích thích như vậy là quốc gia này thì ít nhiều cũng là một cái gọi là siêu cường nghĩa trang. Trong khi đó thì vị thủ tướng cũng chẳng kém cạnh gì thủ tướng của Moldova, à, tổng thống Moldova bà Karad, à, những ngày gần đây thì dành hết tiền bạc và thời gian của chính phủ để đi vòng quanh thế giới à, để mà bằng mọi giá để bắt một cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba nổ ra. Phát biểu của bà hôm nay ở một nước nào đó nói rằng là sự thất bại uh, của Nga chính là một điều then chốt để giúp chúng ta có thể tránh một cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba. Và như vậy thì xếp nào nhân viên đấy? Trình độ gọi là chỉ số IQ của bà nó phải ngang tầm với lại cơ quan tình báo Estonia và cũng là một uh, nước siêu cường cho nên estonia có rất nhiều những hoạt động chính trị trong đó có những hoạt động tẩy chay của uh, tổng thống nga ngày hôm nay thì một thành viên của nghị viện uh, estonia ông ren uh, eppler đã kêu gọi cộng đồng thế giới uh, tẩy chay cuộc bầu cử tổng thống của nước nga ở đó uh, putin đã chiến thắng một cách nó quá áp đảo và không biết quan điểm chính trị của ông như nào, nhưng mà chắc chắn là ông cần phải sa thải cái thằng cắt tóc ngay lập tức. Chắc thằng cắt tóc cho ông nó cũng cắt tóc luôn cho cả cái người đứng đầu cơ quan tình báo của ông luôn là vừa. Cũng liên quan đến một lãnh đạo châu Âu, à, bà Georgia Meloni, thủ tướng Ý. Nhưng mà lần này cũng là một phụ nữ nhưng mà lại không liên quan đến Putin. Lần này thì theo tờ BBC, bà đang dành hết thời gian của mình để mà theo đuổi một vụ kiện. Trong đó bà kiện một cái một cái kênh uh, truyền thông mạng nào đó đã sử dụng hình ảnh của bà để tạo lên những đoạn video uh, deepfake, có nghĩa là video giả. Nhưng mà chớ trêu nó là những video giả liên quan tới nội dung người lớn. Không biết là bà đòi bồi thường bao nhiêu. Bà không biết khoản tiền đấy thì có đủ đi làm uh, gọi là là những vết nhăn ở trên mặt hay không, chứ nếu mà trông như này mà đóng cái loại phim đấy thì chắc là chỉ dành cho đối tượng của các quý ông sắp xuống đoàn tụ với ông bà tất nhiên thị trường đấy thì nó không cạnh tranh lắm cho nên là vâng chúc bà thành công và cũng cùng lúc này thì ai đây và một người cũng không quan trọng lắm nhưng mà bái là một uh, uh, trợ lý cho lãnh đạo của đảng đối lập nước pháp bà marion machen của đảng phái do bà le panh có nghĩa rằng bà ấy là người uh, gọi là đối lập của ông uh, Emmanuel Macron. Bà nói rằng là làm thế quái nào mà mọi chuyện này lại xảy ra với lại Châu Âu địa đàng của chúng ta? Các ngài biết không? Tôi 34 tuổi. Mỗi ngày thức dậy ở cái vùng đất địa đàng này, tôi nhận ra rằng nước Pháp và Châu Âu của chúng ta là một cái thuộc địa đã được số hóa của người Mỹ chúng ta là một cái thuộc địa kinh tế của người Trung Quốc một thuộc địa nhân khẩu học của người Châu Phi và là một cái thuộc địa tôn giáo văn hóa của người Hồi giáo Vâng, đúng là như vậy tất cả mọi thứ liên quan tới vấn đề số hóa truyền thông à, bây giờ Châu Âu đang nằm tay nằm trong tay của YouTube Facebook Twitter Instagram WhatsApp bla 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 Châu Âu thì bây giờ cũng uh, trước đây thì được Trung Quốc tuần cho những nguồn hàng rẻ tiền. Còn bây giờ hàng hóa của Trung Quốc nó không chỉ rẻ mà nó còn uh, lan tràn ở khắp châu Âu khiến cho toàn bộ cái nền kinh tế và công nghiệp của châu Âu đều đứng. Trong đó có những hạng mục quan trọng như là xe ô tô, xe điện. Và tất nhiên là thuộc địa nhân khẩu học của người châu Phi bởi vì là châu Âu ăn sung mặc sướng quen rồi bây giờ chẳng chịu sinh đẻ gì toàn khoác ba lô lên và đi thôi thì lấy đâu thời gian mà đẻ không đẻ thì dân số nó già thì phải nhập cư ờ, nhập cư thì cũng chỉ có người châu phi người ta lên chứ ai còn sang châu âu giờ này nữa mà châu phi mới trung đông lên thì đương nhiên rằng là hồi giáo uh, tôn giáo văn hóa nó là chuyện đương nhiên rồi tại sao ư ừ, tại bởi vì hãy đọc lại tất cả những lời phát biểu của các vị lãnh đạo mà chúng tôi vừa đi qua thì quý bà quý ông sẽ hiểu ngay vâng và chúng ta sẽ kết thúc chương trình với lại một uh, sự kiện rất quan trọng sau khi đưa ra những thông tin về việc uh, sẽ gửi quân tới ukraine và nhận rất nhiều gạch đá từ uh, đồng minh đồng đảng rồi là các loại đồng lứa và cộng đồng mạng uh, thì tổng thống emmanuel hôm nay đã quyết tâm tung ra một bộ ảnh cho thấy ông đang tập gym mặc dù là trông cánh tay của ông nó to một cách khác thường và nó to thậm chí còn hơn cả chân của ông thôi nhưng mà thôi dù sao lần này ông cũng sẽ khiến cho putin sợ chết khiếp với hình ảnh cơ bắp và bạo lực của mình đấy và thể hiện phong độ rất chi là uh, giống như một vận động viên quyền anh chuyên nghiệp phen này thì ông có thể hoàn toàn làm cho putin có đai đen trong môn judo là sợ chạy mất dép tuy nhiên thì chỉ ít phút sau thì cộng đồng mạng đã tìm được một bức tranh, bức ảnh liên quan tới hình ảnh của ông và có vẻ như là người ta đã cắt ghép hình ảnh ra một cách rất khéo léo. Chúng ta thử xem đâu rồi? Vâng ở bên dưới đây rồi. Như vậy nhìn thái độ của Putin có vẻ như là đang có một cái thái độ gì đấy liên quan tới việc ông Emmanuel Macron đã sử dụng ảnh cắt ra từ bức ảnh chụp chung uh, vi phạm bản quyền mà không báo cáo cho Putin. Trong bức ảnh của ông thì uh, lần đầu tiên tôi thấy rằng là ông đã dùng một cái bức ảnh màu trắng đen. Uh, thiên hạ thì đồn đoán là không hiểu tại sao mà ông lại dùng màu trắng đen, bởi vì là tôi đoán là nếu như mà ông uh, để nguyên màu thì nó cũng ngang với lại bánh, bức ảnh như thế này vâng trong bức ảnh này thì tay của ông chắc là không được bung một, một nửa chắc là đằng 1 phần ba cái tay của bức ảnh màu đen trắng lần này thì lại có chuyên gia Photoshop của điện Elize bị sa thải rồi và trong khi đó thì ở đâu đó gần biên giới Ukraine người ta đã thấy xuất hiện một loạt những cái cánh quân tinh nhuệ của nước Pháp đã tiến vào uh, gọi là biên giới Rumani uh, Ukraine trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao nhất chúng tôi chỉ dám đưa phần trên và phần dưới cùng thôi chứ còn cái phần giữa thì nó trông nó rất hoành tráng đấy ý nói rằng là đưa cái ảnh đấy mà Putin mà nhìn thấy thì chắc chắn rằng là sẽ đầu hàng lập tức chúng tôi xin bắt đầu uh, bằng câu hỏi bằng trong chương trình giao lưu câu hỏi cùng quý vị liên quan tới NATO có vẻ như NATO đang hành động một cách tuyệt vọng đâu là lý do vâng có thể nói rằng là từ trước đến nay thì uh, mình có thể nói rằng là NATO ăn sung mặc sướng đúng không ạ ngồi mát ăn bát vàng từ trước đến nay mình nói NATO nhưng mà thực tế nó có hai cái thực thể ở đây một là nước Mỹ uh, và những cái người nói tiếng Anh những quốc gia nói tiếng Anh đúng không ạ trong đó thì uh, có Mỹ Canada và nước Anh uh, gọi là trong NATO, NATO thôi nhưng mà họ là công thần họ là uh, gọi là cái gì bang chủ đúng không ạ bang chủ và các cái trưởng lão đấy của công thần của một cái bang băng đảng mà ngày xưa thời võ lâm chúng ta gọi là bang đấy phần còn lại thì nó chính là các nước eu nói nôm na thế cho nó dễ hiểu vậy thì những nước anglo sắc sông thì họ nằm trên đảo hết rồi đúng không ạ à, và họ không trong cái khối liên minh châu âu còn lại thì liên minh châu âu thì nó mới là cái điều đáng nói và tự nhiên như vậy thì nó tách ra một bên là cái đám trưởng lão và bang chủ còn một một cái bên là nó dạng bang chúng rồi là đường chủ đại khái cái gì chủ nhưng cơ bản nó là dạng như là ong ve và nói thế cho nó nhanh và những người này thì ong ve này ăn sung mặc sướng một thời gian rất lâu rồi đúng không ạ không phải chi ngân sách quân sự quốc phòng một cách đáng kể à, sử dụng nguồn năng lượng của nga rẻ à, nguồn hàng của trung quốc rẻ cho nên là họ đã quá quen với cảnh thái bình và quá quen trên một cái sự chiến thắng ngủ quên trên chiến thắng của khối NATO, bắt đầu từ năm uh, những năm 90 khi họ nã bom đạn vào uh, Liên bang Nam Tư. Sau đó đã dẫn tới việc là Liên bang Nam Tư bị giải thể, rồi sau đó đến cuộc chiến Iraq, Afghanistan, Syria và Libya. NATO chưa bao giờ bị muối mặt cho đến khi cuộc chiến Ukraine bùng nổ suốt trong 23 ba kỷ thập kỷ chúng ta sống dưới những cái sự kỳ diệu về sức mạnh của nato uh, huyền thoại truyền thuyết về những vũ khí của nato về những uh, lữ đoàn những cái tác chiến những cái gì đấy nó nghe nó rất là hoành tráng nó giống như kiểu phim hollywood nhưng mà trên thực tế thì sao đúng không ạ chúng ta hãy nhìn vào sự thật tất cả những cái sự uh, uh, hỗ trợ của nato về trang thiết bị vũ khí và hỗ trợ về hậu cần, tình báo, uh, huấn luyện và thậm chí có cả quân oánh nhau trên chiến trường, uhm, nói chung là tất tần tật trừ một cái sự uh, 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 gọi là phối hợp tác chiến hỗn hợp thực chiến của NATO. Tức là chiến thuật 100% của NATO trên thực địa thôi, đúng không ạ? Còn đâu là chúng ta đã thấy NATO đã làm tất cả mọi thứ để có thể giúp Ukraine đánh nhau với Nga. Kết quả thì sao, đúng không ạ? Tình huống đã không thể thay đổi có lợi cho kỳ ép mà cuối cùng là NATO vẫn không làm gì được để có thể ngăn cản được một cái chiến thắng không thể tránh khỏi của người Nga. Đúng quý vị. Cái đấy nó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Các nước NATO thì nói gọi là NATO nhưng mà cơ bản gọi là phương Tây, gọi là EU nhưng mà cơ bản thì nó cũng là NATO. NATO thì đã túm vào. Để mà tung ra những đòn tấn công không chỉ mặt trận quân sự mà còn trên mặt trận kinh tế chống Nga. Và bây giờ thì nó là một cái sự thất bại một cách toàn tập. Không chỉ họ không đạt được một mục đích gì, mà về vấn đề chính trị của vấn đề, có nghĩa là những nước mà nó sống ngoài các cái nước NATO ấy, thì chả nước nào nó mảy may nó quan tâm và nó tuân thủ theo những cái à, gọi là cái sự đe dọa à, liên quan đến việc giới hạn nước Nga đúng không à. ạ? Mà nhiều nước thì nó còn nhân cái cơ hội để nó đục nước béo cỏ. Mà thậm chí trong những nước NATO, Hungary, Serbia, Thổ Nhĩ Kỳ đấy, nó còn gọi là vàng đục nước thả câu. Vấn đề thứ ba, một trong những cái mục tiêu cực kỳ quan trọng của NATO, đó là họ đánh vào cái sự thống nhất khối đại đoàn kết của người Nga. À, thế nhưng mà từ đầu cuộc chiến cho tới sau cuộc bầu cử, thì chúng ta thấy rằng sự kết dính của xã hội của người Nga nó càng ngày nó càng gắn kết hơn, nó càng mạnh mẽ hơn. Bây giờ thì chưa bao giờ xã hội của Nga đoàn kết như thế trước cái bối cảnh của một cái sự gây hấn của NATO. Đặc biệt là trong cái kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Putin, nó nói lên tất cả. Thứ tư, vũ khí thay đổi cuộc chơi của NATO. Đúng không ạ? Trước đây khi thời điểm đầu cuộc chiến, người ta, đặc biệt là người Ukraine và phương Tây, bàn về những vũ khí của NATO mà họ có thể chắc như đinh đóng cột rằng là những chiếc xe tăng Leopard, Challenger, F-16 đến một phát thì ngay lập tức đảo chiều cuộc chiến và khiến người Nga tháo chạy khỏi chiến trường. Bây giờ thì quý vị nhìn xem, tất cả những cái xe tăng đấy nó trở thành một cái trò cười cho thiên hạ. Đúng không quý vị? Nó trở thành trò cười. Nó thậm chí còn không bằng những cái xe tăng ghẻ của người Nga. Thế hay mới khổ mình không có chê xe tăng của NATO nhưng rõ ràng là trong tay của Ukraine ở trên chiến trường của Ukraine và là đối mặt với một cái đối thủ thiện chiến nhất thế giới đúng ạ là một bên cũng chuyên đẻ ra các loại vũ khí chống tăng cuối cùng nó trở thành một cái trò cười mà nói chung là ngậm ngậm không ngậm được miệng dung rốn của bản dân thiên hạ bây giờ những cái thần khí như, như Hima, Abram, Leopard Uh, ram rồi uh, scap rồi Taros, rồi Storm Shadow, vân vân. Uh, rồi những thánh khí như là uh, Parichot, đúng không ạ? Và khả năng F16 nữa. Uh, gọi là thần khí, thánh khí, nhưng mà khi nó tham chiến thì nó chẳng là cái gì nữa. <laughs> vâng, như kiểu một vài quý vị trên kênh chúng tôi gọi là khí hư đấy, <laughs> hư khí. Rồi mình gọi hư khí cho nó lành mạnh không liên quan đến vấn đề gọi là từ ngữ chuyên môn y khoa quá đúng không ạ nhiều người không hiểu nổi thứ năm tổn thất của ukraine quá dã man đúng không, quý vị chúng ta chỉ cần nghe một cái báo cáo về kiểm toán rồi là thanh tra rồi kiểm điểm hay là kế toán gì đấy mà người ta nói ra một cái câu nó rất là lãng xẹt không hiểu 700.000 quân lính của chúng tôi đã mất tích trong cuộc chiến này. Bây giờ nó họ đang ở đâu? làm gì có một chuyện một cái quân đội nào mà không biết 70.000 quân đội của mình ở đâu trong khi đó thì có 31.000 người thiệt mạng giả sử như người ta nói thừa nhận về những cái tổn thất đấy thì NATO người ta còn uh, có cái để người ta thông cảm đồng cảm đúng ạ nhưng mà nói như vậy thì có nghĩa rằng là những người Ukraine không biết cái gì trong con mắt của những người NATO hoặc là biết thì nói dối và cái điều này nó nói lên một cái điều gì nó nói lên một cái điều rằng hàng 700.000 quân đội đã mất tích. Mà ai cũng biết họ đang nằm ở đâu, đúng không ạ? Chỉ có thể nói rằng họ đang nằm cách xa mặt đất 2 mét, không phải ở phía trên mà ở phía dưới. Vậy thì Ukraine NATO có đưa thêm 70.000 quân sang nữa thì cũng chỉ trở thành gọi đi về với lại xe 6 tấm mà thôi. Nếu như mà còn cái gì đấy để đi được về. Như vậy thì NATO có sợ không quý vị? Đúng ạ. Tất nhiên là họ sợ. Bởi vì họ biết thừa ấy, là quân lính của họ bây giờ huy động đã khó bây giờ đã có chiến tranh đang có cái dấu hiệu chiến tranh thì để bỏ nh... đào ngũ hết hoặc từ bỏ quân ngũ hết tuyển mới không được mà ngồi mát ăn bắt vàng nó quen rồi đấy béo phì thì nhiều mà lại còn cái tình trạng LGBT vân vân vào thì chưa đòi hỏi quyền lợi tăng chức tăng cấp nhưng mà đã đòi hỏi quyền lợi được chuyển giới rồi là tèn 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 đúng không quý vị làm sao mà đọ lại được với lại mấy cái binh đoàn mấy cái lữ đoàn azov azov của ukraine như vậy vào chắc chắn lại làm mồi cho pháo của nga mà thôi và nói thật ra thì chúng ta cũng biết rằng là nato thì họ cực khôn cuộc chiến này xảy ra là bởi vì là họ không để cho họ đỡ phải chiến đấu đúng không ạ cho nên họ cũng chẳng dạy để vào chiến cho người ukraine đâu như vậy thì cái việc mà ukraine mất hàng triệu quân như vậy làm cho nato cực kỳ ngao ngán bởi vì họ phải đối mặt với một cái viễn cảnh là nếu như bây giờ mà muốn chiến thắng người nga hoặc là ít nhất là không thua thì họ phải nhảy vào để đánh nhau thay cho ukraine chứ còn quân ukraine bây giờ không có khả năng nữa rồi đúng không ạ và như vậy cuộc chiến này xảy ra để mà chúng tôi uh, cung cấp đủ mọi thứ để các ông đánh thắng người ta để chúng tôi không phải vào đánh thế mà bây giờ ông lại bắt chúng tôi vừa mất tiền mất vũ khí bây giờ lại vào để mất mạng nữa thế thì còn cái gì mà không tuyệt vọng Đúng không, quý vị? Còn bây giờ, thứ sáu. Nga càng ngày càng hổ báo trên chiến trường. Uh, càng ngày họ càng tiến, chiếm. Và thế trận của họ không thể ngăn cản. Đúng ạ. Trong thời gian gần đây. Và bây giờ Adipka nó chỉ là một cái điểm khởi đầu của một cái xu hướng mà thôi. Và như vậy có nghĩa rằng là Ukraine sẽ mất đất mất dần mất mòn dẫn tới suy yếu và tất nhiên là sẽ điều đó không có lợi cho NATO tí gì. Bởi vì chúng ta vẫn phải nói đi nói lại, Ukraine chính là cái bia đỡ đạn của NATO. Bia đỡ đạn càng ngày càng mỏng thì có nghĩa NATO càng ngày càng xoắn quẩy. Đúng ạ, à? đấy là cái lo lắng nó rất là dễ hiểu thôi cuối cùng tôi nghĩ rằng các vấn đề liên quan tới kinh tế ngân sách quốc phòng v v nó đang càng ngày càng tồi tệ ở các nước eu nato đúng không, quý vị cho nên bây giờ người ta phải hô phong hoán vũ rất nhiều gào thét để mà uh, vòi xin ngân sách cho vấn đề quân đội trước những cái bối cảnh của sáu lý do trên thì lý do thứ bảy khi mà tiền tài bây giờ nó càng ngày nó càng ít đi kinh tế thì suy thoái đúng ạ à, và rõ ràng là người Mỹ cũng không cung cấp nguồn tài trợ cho như trước nữa và cũng không bảo kê an ninh nữa thậm chí là bây giờ Donald Trump lại còn dọa là nếu như mà ông ấy trở thành tổng thống thì ông ấy một là ông ấy thu tiền bảo kê theo kiểu là dạng hà khắc hoặc thứ hai là Mỹ rút khỏi NATO thế vậy thì chết rồi còn gì nữa ngày xưa sống nhờ về bảo kê của Mỹ mà bây giờ Mỹ rút ra đúng ạ Thế mà bây giờ muốn Mỹ bảo kê tiếp thì phải đóng nhiều tiền. Mà đóng nhiều tiền bây giờ kinh tế đang suy thoái như vậy có nghĩa rằng là ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Đời sống nhân dân thì ở đấy thì nó đã thích vực nhẹ nương cao. Có nghĩa rằng là nó mà chỉ cần nghe thấy phát thì nó đã biểu tình, nó đốt nhà, đốt cửa rồi. Cho nên là rõ ràng những cái động thái liên quan đến việc là tạo ra những thông tin về việc Nga sẽ tấn công để mà làm cho người dân gọi là đồng ý với các chính sách của chính phủ trong việc chuyển ngân sách bớt sang cho các vấn đề liên quan đến quốc phòng thời gian gần đây. Nó rất logic. Bây giờ kinh tế nói thật ra, kinh tế xã hội của EU nhiều khu vực ấy nó còn trả bằng những cái nước thứ ba, thế giới thứ ba. Nhìn chung là vẫn là có thực thì mới vực được đạo thôi. Đúng ạ, chính NATO còn nói rằng là nếu Ukraine không có những cái nhượng bộ đối với NATO trong các vấn đề thị trường này, thị trường kia, vũ khí này, vũ khí nọ, thì có khả năng là các nước EU cũng không có tiền để mà chi trả cho Ukraine để đánh nhau đâu. Có nghĩa là bây giờ họ cũng móm rồi, đúng không ạ? Vâng, tôi nghĩ rằng nhiều lý do, nhưng mà nhìn vào những lý do như vậy, chúng ta có thể thấy một điều rằng là NATO thực sự đang chuyển từ một cái trạng thái là ăn sung mặc sướng, ngủ quên trên chiến thắng, để bây giờ vụt một cái nó chuyển một cái trạng thái ngược lại 180 độ, đúng không ạ? Chứ nó không phải là dạng như là nó dần 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 nữa đối mặt với thực tế nữa mà người ta đang ở trên chủ nghĩa sa đọa, chủ nghĩa khoái cảm, khoái lạc rơi vào cái hiện thực rất đau thương là có khả năng ngày mai Nga sẽ chiến thắng Ukraine và tiến vào biên giới sát với các nước NATO. NATO không còn một cái vùng đệm, không còn một cái lá chắn, một cái bị thịt nữa. Như vậy sẽ phải đối mặt với việc họ có thể sẽ phải có một cái cuộc chiến tranh nóng với người Nga. Như vậy thì không chỉ nói về tuyệt vọng mà phải nói về bàng hoàng, đúng không ạ? Tuyệt vọng cạm theo là bàng hoàng. Cơ bản tại sao phương Tây thất bại trong một cuộc chiến tổng lực đối với Nga? Vâng, nếu nói mà cơ bản thì tôi nghĩ rằng đó là vấn đề họ không hiểu. Họ không phải không đủ khả năng hiểu mà họ cố tình không hiểu, đúng không ạ? Cái cái chủ nghĩa mà từ chối hiện thực ấy, đến bây giờ ấy, nó đã đến nông nỗi này nhưng người ta vẫn không chấp nhận, đúng không ạ? Người ta vẫn coi đó là những cái việc Nga đang cố thổi phồng, đang cố nói dối tôi biết rằng là nhiều người phương tây vẫn nghĩ rằng là người nga đã ông putin đã làm giả kết quả bầu cử không chỉ người mà là chính phủ là đủ mọi thứ đúng không ạ có nghĩa rằng chỉ cần một phần nhỏ trong đấy là sự thật thôi thì chúng ta vẫn thấy là mặc dù bằng chứng nó sờ sờ rồi đấy nhưng người ta vẫn chối bỏ hiện thực và chủ nghĩa khoái lạc mà thì cái một trong những cái biểu hiện của nó là chối bỏ hiện thực có nghĩa là không hiểu hoặc cố tình không hiểu đúng không ạ chúng ta chỉ cần xét tới một cái khía cạnh vấn đề như thế này thôi là đến thời điểm này thì uh, trong quyết sách của phương tây uh, về cuộc chiến đánh bại người nga công khai trước bản dân thiên hạ vẫn nói rằng là uh, chúng ta phải đầu tư vào tấn công vào cái sự đàn đoàn kết của người nga trong đó đã có những dấu hiệu rệu rã bởi vì nước nga là một đất nước đa sắc tộc đa tôn giáo đấy và như vậy là chúng ta sẽ khai thác cái yếu tố đó đúng không ạ bây giờ họ vẫn nói như thế nhưng mà thực sự thực nó như thế nào họ không mặc dù Putin đã nói rất rõ trong những hoàn cảnh khó khăn và chịu những sức ép từ bên ngoài thì xã hội của nước nga càng ngày càng đoàn kết và càng ngày càng bền bỉ và kiên quyết hơn trong việc mà gọi là chống trả và loại bỏ những cái thế lực bên ngoài như vậy sức ép như vậy chúng ta có thể thấy trong uh, cái cuộc chiến này chẳng hạn hoặc là trong cái cuộc bầu cử này chẳng hạn ví dụ như vậy chúng ta nhìn thấy rõ ràng là uh, những người phương tây thì nghĩ rằng ở đâu đó những thành phố biên giới những thành phố mà nó đại khái nó không phải là cái gốc của nga ngày xưa như là moscow, saint hay là saint petersburg thì đâu đó có sẽ có sẵn những cái đạo quân mà chỉ cho lệnh thì chắc chắn nổi dậy để tấn công điện kremlin hay là tang lễ của navalny sẽ có những nổi loạn vân vân nhưng cuối cùng nó không xảy ra kể cả những cái vùng đất như chechnya người ta vẫn nghĩ rằng là ở đó cái mầm mống nổi loạn rất cao bởi vì Nga đã tấn công check nha hai lần. Nhưng mà câu chuyện nó là gì? Kết quả bầu cử ở vùng check nha là một cái kết quả cao nhất trên cả nước, trong đó có 98,99% bầu cho Putin. Tức là chỉ mình gọi luôn là 99 đúng không ạ? 99% bầu cho tổng thống, cái con số đấy nó nói chung là nó không có ở bất kỳ một nơi nào ở một cái đất nước dạng theo kiểu chế độ dân chủ ở những nước cộng hòa mà nghe mình chưa nghe tên bao giờ đấy, cứ tưởng rằng là nó có một cái tính ly khai rất cao, không phải. Người ta bầu cho Putin, ví dụ như nước cộng hòa Tiva, bầu cho ông ở mức độ 96%. Một con số nó cực kỳ là cao, đúng ạ? Có lẽ là những cái người không bầu cho Putin thì vâng, như kiểu là cũng chẳng biết lãnh đạo của mình là ai, cứ đi chọn bừa một trong bốn ông mà thôi. Ở nước cộng hòa Donetsk người ta bầu cho Putin ở mức độ cũng 95%. Và Donetsk là một cái vùng rất đặc biệt, đúng không ạ? Nó là một cái vùng mà lãnh thổ cũ của Ukraine, nhưng mà phần lớn vẫn bầu cho Putin. Ở à, là vùng lãnh thổ Bankaria, 94,25%. Ở à, vùng lãnh thổ Lugan 94,12%. Như vậy là mình có thể nói là thông qua một cái cuộc bầu cử để nhìn thấy rằng là những cái vùng đất mà gọi là đa sắc tộc Uh, và thiểu số người Nga Người ta đã bầu cho Putin ở mức độ dao động từ 94 cho tới gọi là 100%, 99% Thì điều đấy nó nói lên một điều rằng là nước Nga, đúng không ạ? Họ rất là gắn kết, họ không bị chia rẽ bởi vấn đề sắc tộc, ly khai hay là liên bang, vân vân Mà thậm chí trong những lúc mà bị tấn công ở vùng Ben Gorod uh, Trong một cái cuộc chiến bị tấn công bởi phương Tây nhưng mà các cái tỉnh vùng Benゴールot vân vân họ vẫn có tỷ lệ bầu cao hơn mặt bằng chung của đất nước và sau khi cái chiến dịch nó diễn ra thì thậm chí là số lượng bầu nó còn uh, tỷ lệ nó còn thuận cho Putin hơn trước khi cái chiến dịch đó như vậy câu chuyện là phương Tây họ không có hiểu đúng không ạ họ không hiểu cái điều đó và bây giờ con số ấy đưa ra thì họ cũng không chấp nhận luôn họ cũng họ cũng nghĩ rằng là Putin bây giờ quá tuyệt vọng rồi cho nên là bắt buộc phải làm giả những con số Đúng không ạ? Loại bỏ đối thủ chính trị, vân vân và vân vân. Như vậy câu chuyện có thể nói rằng là mình quay trở lại binh pháp Tôn Tử. Biết mình biết người trăm trận trăm thắng, biết mình không biết người trận thắng trận thua, đúng không ạ? Còn à, à, không biết mình và không biết người nữa thì trăm trận là thua cả trăm. Và đấy chính là cái lý do phương Tây bây giờ họ đang càng ngày càng tụt dốc. Có nghĩa là bây giờ họ đang ở đâu đó là không biết mình, không biết người và biết mình không biết người, đúng không ạ? Có nghĩa rằng là đánh 10 trận thì 7-8 trận thua. Phan Sơn hãy đánh giá chính trị gia của Trung Quốc và chính trị gia Mỹ. Tôi cảm giác chính trị gia Trung Quốc có năng lực hơn người Mỹ, thực tế hơn người Mỹ. Vâng, bây giờ mình nhìn nếu mình nhìn vào kết quả đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rằng là trong suốt hai chục năm vừa qua thì Trung Quốc nó đang trỗi dậy, và mỹ đang suy đi đúng không ạ đấy mình nhìn cái đấy là một cái thực tế cho dù bao nhiêu những cái uh, con số dữ liệu bằng chứng như thế nào đi chăng nữa chúng ta phải thừa nhận một cái điều như vậy vậy thì cơ bản một đất nước nó được quyết định phần lớn bởi vì những nhà lãnh đạo đúng không ạ sự quản lý chính phủ đấy, cơ bản nó là như vậy ở mỹ như vậy và trung quốc càng như thế đặc biệt là ở trung quốc À, còn người mỹ thì bây giờ họ không có quản lý nữa rồi à, thế giới ngầm đưa ra các quyết sách đúng không ạ còn ở trung quốc thì chúng ta thấy rất rõ thế nhưng mà đấy là mình nói để dựa trên cái kết quả còn nếu mà mình nói về vấn đề nguyên nhân thì mình nhìn thấy một cái điều nó rất rõ ở nước mỹ nó có hai chính đảng đúng không, quý vị và hai chính đảng này thì nó vì những cái vấn đề uh, gọi là uh, cạnh tranh đúng không ạ của một cái đảng cũng như là của một cá nhân như tất cả những thực thể và cá nhân khác thì nó cạnh tranh với nhau để tranh giành quyền lực. Đấy, chúng ta phải nhận thấy một điều như này. Và cái xu hướng của người Mỹ là đảng phái càng ngày nó càng rõ nét hơn bao giờ hết, nó chia rẽ hơn bao giờ hết vì vấn đề đảng phái. Chưa bao giờ trên truyền thông của Mỹ nó lại nói về những cái vực người theo Đảng Cộng hòa, người theo Đảng dân chủ nó có những cái sự miệt thị, những cái sự tấn công nhau một cách nó dữ dội như vậy. Và vì cái vấn đề đảng phái tranh giành quyền lực một cách ác liệt như thế này, nó dẫn đến một cái vấn đề là hầu hết các chính trị gia ở hai đảng phái này thì dành phần nửa thời gian để mà đánh nhau, đúng không ạ? Mình gọi đánh nhau trong ngoặc kép, tức là đấu tranh với nhau để mà tranh giành cái ảnh hưởng thay vì người ta lo cho dân cho nước. Đấy là một cái thứ nói thì nghe nó là là dạng như là luận điệu nhưng mà cơ bản nó là như vậy. Chúng ta cứ để ý mà xem. Ngay kể cả bây giờ những người đứng đầu hai đảng, những thượng nghị sĩ và đặc biệt là hai uh, ứng cử viên của hai đảng tổng thống thì họ dành phần lớn thời gian vào để họ chê và thậm chí là xúc phạm đối thủ. Chứ họ không có dành thời gian vào cái việc là nói rằng tôi sẽ thay đổi đất nước ra làm sao. Xúc phạm mà uh, sỉ nhục, nói xấu và đe dọa uh, tống tiền cử tri. Đúng không ạ. Ví dụ như là Donald Trump còn nói rằng là nếu mà các vị không bầu cho tôi thì đất nước của chúng ta sẽ có một cái cuộc đổ máu trong những năm sắp tới. Còn bây giờ nếu rằng uh, để mà nói lại những lần Donald Trump và Joe Biden đã nói xấu nhau dùng những cái từ xấu xa nhất thì chắc là bây giờ không ai còn đủ trí nhớ để nhớ các ông ấy đã nói bao nhiêu lần nữa. Trước mặt toàn thể cử tri phát trường hình trực tiếp Chính vì cái vấn đề đảng phái như vậy, cộng với việc liên quan tới các nhiệm kỳ 4 năm một lần, dẫn tới một việc cực kỳ quan trọng, đó là các chính trị gia trở thành tổng thống và bộ sậu của những ông ấy không có một cái kế hoạch dài hạn, đúng không ạ, để mà xây dựng phát triển đất nước. Làm gì có đất nước nào mà muốn phát triển dài hạn mà chỉ để dành ở trên một cái tờ giấy 4 năm thôi, đúng không ạ. Do đó thì chúng ta thấy một điểm rằng là À nếu như bất kỳ một cái chính trị gia nào mà có thể mất đi cái uh, quyền lực của mình trong vòng 4 năm tới thì khả năng rất cao, gần như chắc chắn tất cả những chính sách của ông ấy sẽ bị vứt vào sọt rác. Nếu như người kế nghiệm liên quan tới một cái đảng khác mà không chỉ đảng khác, thậm chí đảng đấy, người ta cũng sẽ thay đổi rất nhiều. Chúng ta từng thấy rằng là ông Joe Biden, ông Donald Trump khi ông lên thì ông dẹp hết tất thứ tất cả mọi thứ mà ông Obama đã làm. Rồi ông Joe Biden lên thì cũng dẹp tất cả mọi thứ của ông Donald Trump, đúng không à? ạ? Chúng ta thấy rất rõ. Như vậy thì liệu một cái đất nước như vậy đang dồn nguồn lực để cho những dự án như thế, nhưng mà đến khi đó dẹp đi để làm chuyện khác thì nó sẽ như thế nào? Đến như cứ lặp đi lặp lại cái chu kỳ của mang tính chất là ma quỷ đấy, đúng không à? ạ? Nhiều lần lặp đi lặp lại, chắc chắn là nó rất cực kỳ ảnh hưởng. Bởi vì những cái dự án, những cái định hướng phát triển của đất nước nó phải năm, 10 năm Đấy, dài thì nó 10 năm, 15 năm. Còn nếu không trung hạn thì nó cũng phải 5 năm, 7 năm. Rõ ràng là nếu như tổng thống mà không thể chắc chắn được về hai nhiệm kỳ của mình thì rõ ràng anh ta không thể đưa ra được những cái quyết sách mang tính chất dài hạn để phát triển đất nước trên cái đường dài. Và như vậy là anh ta sẽ thay vào đó tập trung vào những cái thứ nó rất là vụn vặt, đúng không ạ? còn về trung quốc thì chúng ta thấy rằng là cơ bản cho dù nó có phe có phái chăng đảng chăng nữa đi thân phương tây thân phương ta nhưng mà cơ bản nó là một đảng và cái chính sách của một đảng của trung quốc thì nó thống nhất không có cái chuyện cãi lộn ở trong đó là à, dành cái thời gian để cãi lộn trong đó đúng không ạ tức là tóm lại là như kiểu người mỹ thì mất nhiều thời gian cãi nhau và, và xúc phạm nhau còn trung quốc thì không có cái việc như vậy Thứ hai là cái chính sách của nó nhất quán, nhất quán kế hoạch 5 năm, 10 năm, 15 năm. Không có cái chuyện rằng là một cái đảng khác, một cái ứng cử viên khác, một chủ tịch khác lên hủy đi tất cả những cái kết quả mà đang được thất đất nước đang thực hiện. Tất nhiên thì Trung Quốc cũng như Việt Nam, mỗi 5 năm thì chúng ta đều có một cái sự điều chỉnh, sửa đổi những cái kế hoạch đó, nhưng về cơ bản nó vẫn thống nhất và nó vẫn xuyên suốt. Ở cái yếu tố như vậy nó dẫn tới một cái vấn đề là gì? Là những lãnh đạo của Trung Quốc, người ta không có cái việc gì làm ngoài việc là tập trung và phát triển đất nước. Đúng không quý vị? Và thực hiện những quyết sách có lợi cho đất nước, cho cái người dân của họ. Thế còn ít nhất chúng ta thấy người Mỹ ngoài việc dành 50% thời gian để đấu đánh nhau với đảng kia, thì họ còn đối mặt với một cái vấn đề rủi ro nữa là họ cũng không biết rằng là cái chính sách của mình đang làm rất hay ho thế này thì đời sau nó như thế nào, nó có bị ném vào sọt rác hay không. Ở Mỹ, chúng ta còn có thể thấy một điểm nữa là nhiều khi ấy, một chính trị gia lên thì họ thông qua cái đường lobby rất nhiều và tài ăn nói rất nhiều. Đúng ạ, tức là khả năng trình bày, trình diễn, nói và khả năng thu hút được tài trợ qua thông qua lobby. Do đó họ có thể tiếp cận được với truyền thông nhiều hơn và lên nhiều hơn. Ví dụ như ông Joe Biden ông ấy nhận được một cái số lượng tiền quyên góp một cách kỷ lục để quảng cáo cho chiến dịch của ông ấy trong khi những đối thủ khác chỉ bằng một thôi đúng không ạ thế thì làm sao người ta thắng được ông ấy đúng không quý vị bởi vì có nhiều người dân làm gì biết đến mấy cái ông gọi là tên còn khó đọc đó. đấy thế rõ ràng như vậy làm sao chúng ta biết được là những người đều có năng lực hay không chúng ta chỉ biết rằng người ta thứ nhất là người ta tài ăn nói cho nên người ta dễ thuyết phục được thứ hai nữa là người ta có tiền đúng không ạ tiếp cận được các nguồn vốn À, cho lên người ta lên như vậy là có khả năng người ta không phải là những người có năng lực xuất chúng hơn người thế còn ở trung quốc thì chúng ta biết ví dụ như tập cận bình chúng tôi đã từng nói với quý vị đúng không ạ cái mô hình mà để một cái người như tập cận bình mà lên ấy thì nó chẳng khác gì cái mô hình đa cấp đấy nó phải sống ở phường xã thôn ấp này nọ nó được tín nhiệm từ cấp này cấp trên cho đến khi mà lên cái cấp trên cùng để không biết bao nhiêu cấp cho nên gọi là đa cấp chính trị Lúc bấy giờ mới được vào gọi là cái uh, thành phần tinh túy bộ chính trị đúng không ạ? Rồi trước đó là phải vào uh, Đảng Cộng sản. Trước đó thì thời gian thử thách vân vân, tất cả những cái điều đó chúng ta thấy rõ ràng là được thử thách rất nhiều để người ta mới được vào một cái gì đó mang tính chất là gọi là hạt giống đúng không ạ? Thế còn ở đây thì đấy quý vị nhìn xem, như ông Donald Trump, ông ấy đang là một cái tỷ phú bụp một phát thì ông ấy muốn làm tổng thống, ông ấy làm được ngay, đúng không, quý vị rõ ràng như vậy là một người như vậy thì không thể trải qua những cái uh, nó mang tính chất là nó thấm nhuần với những tư tưởng để mà dành cái tâm huyết phát triển cho đất nước của mình được mà sẽ lo cho cái lợi ích của mình nhiều hơn và đấy chính là cách của Donald Trump hay làm. Còn chúng ta cũng biết rồi một cái người lãnh đạo mà muốn trở thành một người lãnh đạo xuất sắc thì phải biết bãi bỏ đi, phải biết Uh, gọi là hy sinh đi những cái lợi ích đúng không ạ những cái ham muốn những cái gì đó nó mang tính cá nhân tầm thường nó phải trở lên phi thường nó phải bất phàm thì người ta mới tạo lên kỳ tích được đấy thế còn bây giờ ông lên ví dụ như là tổng thống donald trump thì rất nhiều những cái chính sách mà lại thậm chí nó còn có lợi cho cả những doanh nghiệp của ông ấy uh, rồi là ví dụ như là ở ukraine thì tổng thống borochenko lên thì ôi trời ơi toàn là những cái liên quan đến việc làm ăn hay chả liên quan gì đến cái việc đất nước cả thì cái đó trong ngắn hạn mình không nhìn thấy đúng ạ nhưng mà nó diễn ra khoảng độ chục năm thì bắt đầu cảm nhận được hai chục năm nó nhìn thấy rất rõ vâng cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo và chúc quý vị một đêm ngon giấc